Tiên sinh, Trần tiên sinh à, đang nghĩ cái gì vậy? Đề nghị của ta vừa rồi nói thế nào? Hả? Đề nghị gì? Ta làm vợ của tiên sinh thế nào? Ý? À, ta ăn xong rồi. Hôm nay còn có việc khác phải ra ngoài. À, đi trước đây. Cái ca tí tí phiền phức gờ đó nói thẳng không được à? Yên tâm đi, một ngày nào đó Quỳnh ấy sẽ biết. Tiếp tục nghĩ cách ám chỉ Quỳnh ấy. Cẩn thận, tiếp tịch thu giờ hốt của mọi đấy. Bây giờ còn chưa phải lúc. Chiến võ vương quốc. À, chuyện với đoàn lão bản. Đến một bên trước đã. Ngày mai sẽ là ngày tỷ võ. Nếu như nhiệm vụ không thể hoàn thành thì phiền phức đây. Ủa? À, Điện cô nương à, vừa đến tìm cô nương, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Những người khác đâu rồi? À, chúng ta quen biết á. À, không biết công tử họ gì? Hả? À, ta đây là Long Ngạo Thiền. À, Điện cô nương à, cô nương biết hắn từ? Không biết, chứ từng gặp. Còn biết, Điện cô nương, vậy chuyện tí võ. Cô đi tiểu tử. Ở trước mặt ta bất chuyện với đồng đội vậy thì đấu luyện võ coi trọng ta quá rồi. Đồng đội luyện võ, chẳng lẽ cô ấy tìm tổ đội người khác rồi? Ôi dù thế thì giáo vừa không biết vẫn là quá đáng. Mày ta quá. Đi cô nương, đã vậy ta xem như mình đã nhìn lầm rồi. Chúng ta sẽ gặp ở trên sân đấu võ. Rạc rưỡi kết đăng tầng 1 mà thôi, cũng dám khiêu chiến. Muốn chờ chắc hắn cùng. Trời chờ, nhưng phải xem tình huống. Người ở đây nhiều quá không tiện ra tay. Người lợi hại như thế còn chúng ta khua tay mỗi trận chút không. Cũng đi ta khinh thường, ăn ít cái tên rác rưỡi nhiều người. Khinh thường hay là không dám. Người hỏi chút lại nói người khác là rác rưỡi. Chả khá hơn chút nào. Đầy lão nó hay quá. Thú vị, ngươi muốn bị đánh như thế nào thì ta liền thỏa mãn cho ngươi. Ta ăn hết rồi cho ta. Đây không phải là con của thừa tướng mặc gì thì sao? Sao lại xung đột với một tên cách đánh tầng 1 rồi? Ngươi muốn đánh thế nào? Đánh nhau, con đánh thế nào? Ta đếm xong thì liền bắt đầu. Thì tử, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần. Đánh phế ngươi cũng được oán ngàn. Ba, hai, một, hứ, ây da, ta chưa kịp nói. Hả? Thì tử, người chẳng phải. Ông biết đại nghĩa lần thì sầu. Ở thế mà lại công giảng võ đức đền lén. Đã gác mẹ mình còn chưa đến mặt mình như thế. Ta nói đếm tới một, không có nói là đếm ba số. Quỳ khá lắm, người này lăn lộn. À, băng nào vậy? Đủ rồi. Người dẫm hay lắm phải không? Hôm nay là tôi phải bắt cái chân của người. Bộn lùi sách. Võ kỹ. Trên sách có viết, võ kỹ chính là sự điều khiển của bản thân với linh khí. Mà lối điện trên người của hắn là vị trí điều khiển linh khí. Có vẻ cũng không khó lắm. Tự xem. Bồn lôi sách. Ý, né được rồi. Mà lại vì sao hắn để có vật kỹ giống như mình? Hắn sắp dùng chân. Đây là giường đồng kích tay đấy. Ngủ xuống. Ủy, mà công tử à, người có sao không? Người rút cuộc lại, chỉ hiểu sao lại cản đường chứ. Còn đánh người nữa. Hả, chẳng hiểu sao mình nhận nhầm người rồi sao? Chả nhẽ chiến quốc vương quốc này lại có tận hai người giống nhau ư? Anh Long Quỳnh đã làm cái gì vậy? Ê, giận trời có thật luôn. À, cái này Tì Tì à, hắn ta là người trong đội ngũ của tỷ ư? Đúng vậy. Điền Sang Sang và Điền Lai Trì. Thì ra là thế. Trước khi tranh tài gây sự với bồn muội, đây chính là thủ đoạn của tỷ à?
Tỷ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Hòa lớn lên giống nhau thật. Trong bào thái trùng hợp như vậy sao? Tôi xong rồi, xong rồi. Đây thật là một đứa chị em. Làm mình hiểu lầm rồi. Vậy chắc chắn là hiểu lầm rồi. Hay là chúng ta thương lượng trước nha. Cố gắng hòa giải đi. Hiểu lầm. Trên đường làm nhục ta hai lần, người nói với ta đấy là hiểu lầm. Ta đòi mạng của người. Có lưu số giấy tờ đây. Ta xem hôm nay ai dám động tới Lồng Quỳnh. Ý bà bá kiến Lồng Quỳnh à? Lồng Quỳnh có ý gì? Ý tứ trên mặt chữ, đây chỉ là hiểu lầm. Mọi người còn gì phải đồng thủ. Hiểu lầm. Thế nhưng bị hắn đánh liên tục tới tận hai lần, Lão già không biết được vẫn cứ cất chó gì nữa. Mà từ một gia tộc bất nhập lưu nhảy lên thành tồn tại không thể đắc tội, sợ hết lần này tới lần khác lại là hắn chứ. Xem ra ngươi không chịu phục làm nhỉ? Hay là ta vẫn qua hai chi với người đi? Tốt nhất là đừng có đánh mặt ta, bởi vì chút nữa ta còn phải đi tới cái chỗ Vương Thượng bà bá nói chuyện đó. Qua lợi hại đấy là Quỳnh, có thể gọi Vương Thượng bà bá. Không ngờ Quỳnh còn có tận thân phận này. Cũng thường thôi. Đại lão à, giá bố tài thật đó. Nếu thứ này chẳng phải là đại lão tặng cho mình á? Lô Quỳnh nói đùa rồi. Chuyện này chính xác là hiểu lầm. Chúng ta đi ngay đây. Tuy nói tiền bối tiền tây vùng lên là đã cho chết hai kẻ này, nhưng dù sao tiền bối là giả trang thành người bình thường. Trên đường giết người sẽ ảnh hưởng tới luân võ ngày mai. Ê là tính được mình chạy tới đây nên mới yên tâm mà ra tay giao hướng bộ hắn. À, xin lỗi đường con đường à, đã tìm mỗi hai người cách ẩn oán sớm chết rồi. À không sao không sao. Bởi vì chút nguyên nhân đặc biệt mà quá hơi tìm mùi bọn ta vốn đã không tốt rồi. Đi hướng liền thôi. Tốt rồi, đi hướng liền thôi. Tiền giới chỗ Tà Tùng. Có vẻ như địa bàn của Tà Tùng ở đây. Thứ đoạn tiêu luyện đáng gờ tởm xem ra tiền bối cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của đám này. Khiến chết trời xuôi đất khiến phát hiện chúng, muốn mình xóa bỏ chúng đi. Xem chừng không cần thông báo rồi. Giết sạch thôi. Chết đi. Khó trách người được phá xuống phàm giới chết sạch. Minh tướng công lắm chính là tiền tôn thôi chứ. Tại sao? Tại sao lại bá tiền tiền để tự mình động thủ chứ? Người cho rằng người có thể chạy trốn sao? Bá tiền tiền để người không thể giết ta. Người có biết người trên ta là ai không? Giết ta người chẳng yên ổn đâu. Vậy thì ta rửa mắt mà đợi đi. Tại thần giới, đồng tiền giới nào đó mà chúng ta hạ xuống đã bị diệt đi, mà ta còn không tìm ra được nguyên do. Thì à, chẳng phải là hoang cổ tiền giới sao? Sao người biết? Người của tộc ta đã thường một con rồng, nhưng sau đó tính lại thì con rồng kia ở hoang cổ tiền giới thì đã hết mạnh mũi. Thậm chí ta còn có dự cảm tiếp tục suy tính là sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Như vậy có nghĩa là người mạnh hơn chúng ta đang ở cục tiền giới bố cục. Là lúc phái người xem thử rồi. Khối u ác tính này cuối cùng cũng đã dọn sạch. Đó là người cấp thần cảnh. Người chính là tiên đế tiểu nhị của vùng tiền giới này sao? Xem ra nơi này là do người tiêu diệt nhỉ? Nói đi, người sau lưng ngươi lại nằm mơ.
Gớm gớm hả? Ngươi muốn động thủ vì ta? Có chút khí phách đấy. Ta lại muốn xem là khí phách của người nát trước hay là thần xác nát trước đây. Giao phầy có đi tiên giới một diễn giúp ông ta một chút đi. Rõ. Không tệ lắm. Thế mà có thể kiên trì tới tận bây giờ. Vậy thì mang theo khí phách của người đi chết đi. Lúc nào lại xuất hiện thêm một tên? Ta còn tưởng người xuống có chút đáng giá, ai ngờ lại là một tiểu lầu la. Ta còn tưởng người xuống có chút đáng giá, ai ngờ là một tiểu lầu la. Nhưng đáng tiếc không rảnh đến từ từ với người. Những thứ này tất cả đều là phòng ấn. Đơn thế khoảng hơn 3.000. Nhưng hôm nay ta chỉ giải phong ấn một cái. Nhưng đủ rồi chứ? Người đó là giao phầy của tiền bối. Ngươi là ai? Ta là ai à? Ngươi còn chưa xứng biết. Đợi chút. Muộn rồi. Mời chị đánh ra cái chút ý lực này. Nhớ lại cái cảm giác một kích hủy diệt cả một cái tiền giới qua. So với trước kìa. Cái gì chứ? Giờ phải trong nhà tiền bối còn có thực lực như vậy ư? Vậy tiền bối thì đến cùng là cái trình độ gì vậy trời? Thật là thông khoái. Tự luyến gì đây? Lần sau gọn gàng hơn một chút đi. Được rồi, ta vào trước. Vào đi. Con theo tới đây sao? Vậy thì gặp đi. Phải vào phải tới cứu mình. Chắc là tiền bối đã về rồi. Chuyện tiền giới thì vẫn nên cáo tri tiền bối. Với cái chuyện có người âm thầm ra tay ở vương quốc kia. Có việc gì à? Người là bái kiến sư phó. Ta không phải là sư phó người, mà là người quên cái chuyện ta nói người sau. Tô mộ không dám quên. Ngài đó tô mộ bất kỳ lúc nào đều phải xem ngài như người sẽ là. Nhưng mà bá thiền pháp quyết vạn năm trước ban cho tô mộ, cho tô mộ thành tựu tiền đế, ân từ nay viễn viễn khó báo. Được rồi, ta chỉ cho người pháp quyết thôi, không đảm đương nổi hai cái chữ sư truyền. Nếu nhớ thì ngon ngon giả vờ là con biết ta, có hiểu chưa? Vâng. Còn bình an về đời tối về, về được vào thăm Tô Linh không? Chuyện này đến lần sau đi. Trẻ nhỏ dần dội qua loa chút thời gian là ổn thôi. Chỉ hy vọng như vậy, lý do là nhị không muốn gặp ta. Chắc chắn là có lẽ có liên quan tới mẫu thần của Linh Nhi. Lúc trước... Dừng lại, chân tướng ta đều rõ ràng. Không muốn thuốc nghe người nói nữa. Đây là đương nhiên. Tiền bối ở đây đối với người đánh với cờ. Ta còn lo lắng là đồ tiền bối chính là đối thủ của tiền bối. Bây giờ xem, họ ở cùng nhau yên tâm hẳn à. Để chúc hai bọn họ ở cùng nhau... ở chúng... tại thần giới. Sao lại như thế chứ? Vừa rồi phái người xuống tiền giới không lâu đã bị giết chết, mà lại chỉ trong mấy mắt thần hồn mới diệt, ngay cả thần niệm cấp cứu cũng không kịp chuyển về. Nani, để ta tính xem. Không ổn, dù nhân quả đến gần như vậy vẫn không thể tìm kiếm. Ở tiền giới kia hoàn toàn đã bị ngăn cách.
Người được phái xuống ở thần giới cũng là người nổi bật ở trung thường dù. Trong chớp mắt, minh diệt lại ngăn cách bởi nhân quả. Có thực lực như vậy, e là chỉ có một người. Người muốn nói là vạn cổ thần đế, chẳng lẽ hắn đã xuất quan? Nhưng mà hắn có liên can gì tới cổ tiền giới? Không rõ, nhưng chúng ta thế nào thì cũng là nhân vật số 1, số 2 ở thần giới ma vực này. Hắn làm như thế, có chúng ta ra cái thá gì chứ? Đi tìm hắn, cho một lời giải thích. Ồ, hai vị sao lại rành rỗi tới chỗ ta? Ta vừa bế quan xong, còn đang củng cố thực lực. Có chuyện gì thì ngắn, nói ngắn gọn thôi. Thần giới vô thượng thiền, tần địa à? Người trưởng quản tam vực thần ma Phật ở tầng giới này đã từng nói là bảo trì trung lập để chúng ta tự do phát triển, mà bây giờ lại ra tay với ma vực ta là sao? Đúng vậy, chúng ta tới đây là đã tìm công đạo ra tay với ma vực bọn người. Ra tay với ma vực bọn người ta cũng không rõ lắm. Thần đế không có ấn tượng. Vậy người ta phải xuống hòn cổ tiền giới thần hồn minh diệt, còn ngăn chặn nhân quả thù diễn, giải thích rào đây. Ngươi vừa nói cản trở nhân quả à? Đúng thế. Có thể cản trở nhân quả, từ hai vị đó không còn ai khác. Mờ nhiều năm nay rồi, cuối cùng cũng biết được tin tức của họ. Nói hết tất cả tin tức các người biết cho ta. Long Quỳnh, Quỳnh có chắc những thứ này được gọi là luyện tập không? À, yên tâm đi, ta dùng bí bảo có thể khiến cho bọn chúng nghe theo sự điều khiển của ta trong thời gian ngắn. Mọi người cứ yên tâm mà tập luyện đi. Bị bảo có thể khống chế nhưng mà thú này, vậy anh là bọc mối đẳng cấp gì đây? Ui, nhớ lại cái lúc trước. À, cậu còn đúng, nói như vậy mấy ngày trước ta bị đánh đều là do ngươi. Ta cũng mới phát hiện hai ngày gần đây thôi, không liên quan tới ta. À, được rồi, ngày đó ta cũng không tôn trọng người, coi như là trừng phạt đúng tội. Ta không biết người còn ẩn giấu bao nhiêu lời bí mật, nhưng có người ở đây thì cơ hội đoạt giải quán quân của chúng ta không nhỏ. Lần luận võ này rất quan trọng với Sàng Sàng. Hôm nay ngươi đã gặp mùi mùi của Sàng Sàng, vốn là tiên mùi nhưng giờ lại là cửu địch. Sàng Sàng không tài đòi ngủ được cũng là vì mùi mùi ấy gây rối. Người chắc lại hiếu kỳ vì sao họ lại trở thành như bây giờ nhỉ? Hả, anh ta quan tâm á? Lúc trước... À, xin lỗi, ta không có hứng thú. Hả? Ôi, một phá vỡ mất cái tâm trạng. Tham gia luận võ là vì đạt được mục đích của ta rồi. Gặp gỡ các người cũng chỉ là duyên phận, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, không nghĩ được nhiều chuyện như thế. Tóm lại, chỉ còn thắng thì chẳng phải là điều rồi sao? Ngày thứ hai, hiện trường lôi đài tỷ võ. Tiêu Hắc à, lối liền võ người không thể ra sân. Cứ ngon ngon ở đây có hiểu chưa? Còn lắm, xong chuyện thì ta sẽ tìm người. Ý? À, xin lỗi. Kiếm trong tay người đó không đơn giản, ở như đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà nghĩ mãi nghe không ra. Còn được, không thể phân tâm nữa. Nếu lần này không bắt được hỏa điếu thì âm về sẽ bị chửi mất thôi. Còn được, không thể phân tâm là bị chửi, nếu như còn bắt được hỏa điếu. Nhưng mà nó kiếm trên tay con người kia thật sự là bảo bối, mang về có lẽ là sửa được sai lầm làm mất hỏa điếu đã nhỉ. Luận võ ở thế gian, vậy thì chơi chút thủi. Chỗ nghỉ người bên lôi đài. Ở vị đại ca này, tranh tài đã bắt đầu chưa? Ta chưa tới trễ nhỉ? Quách Thi Vận, cô ấy là người ngươi gọi tới ư?
Không, chưa gặp bao giờ. Các người biết nhau á? Không biết. Các người biết nói đùa đấy, sao lại còn bị chữ ta là Quách Tí Vận đấy? Ta là một thành viên quan trọng trong đội ngũ của các ngươi mà. Quách Tí Vận. Sáng việc. Ở gần đây trong thời gian này không có ít người nhìn quen mắt nhỉ? Thánh nữ vận cơ tông tiền giới Quách Tí Vận. Lần luân võ lần này chia làm hai vòng, mà vòng thứ nhất là thi đấu trên lôi đài, vòng thứ hai là thi đấu đoàn thể. Chúng ta đã có thực lực lấy vị trí thứ nhất nhưng vẫn cần chú ý cẩn thận. Sang Sang à, vòng thi thứ nhất trên lôi đài cho ta lên trước có được không? Đội ngũ khác thì sẽ không để cho người mạnh nhất tham gia lôi đài đâu. Như vậy thì có thể giữ được linh khí để có thể kiếm được điểm số cao hơn khi thi đấu đoàn thể. Thực lực của ta thấp nhất, vòng này giao cho ta là hợp lý. Nếu như Long Quỳnh có lòng, vậy thì cứ cho Long Quỳnh đánh thoải mái đi. Việc này không có vấn đề gì chứ. Nhưng mà Quỳnh ấy không phải là người mạnh nhất trong chúng ta. Ta qua rồi. Trận đánh lần trước phát hiện hình như mình có thể liếc mắt là học được võ công của người khác. Mà dịp luận võ này vừa hay, thử lại lần nữa xem sao. Nơi nhiều học lỗm càng nhiều, vậy thì càng lợi rồi. Long Quỳnh, đợt luận võ này thái tử cũng tham gia, nhưng mà ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không gây trở ngại. Không không, đây là vương thượng nhờ ta nói với người đó. Sợ Quỳnh vô ý đánh phế thái tử thôi à? Vòng thứ nhất Long Ngạo Thiền vợ vì thái tử. Thì ra ngươi là thái tử. Ngài là ân nhân. Lỗi người này cùng tới luyện võ hư. Vậy thì đánh đấm cái gì nữa trời? Khởi đầu thuận lợi, tới đây đi. Nếu là thái tử, vậy thì chắc chắn là có võ kỹ xịn lắm đây. Ân nhân, ta chỉ nhận thua. Hế? Vòng thứ nhất Long Ngạo Thiền thắng. Thái tử thua rồi. Không ngờ tiểu tử kia vậy mà lại ân nhân của thái tử. Để chốc, nói về ân nhân, hình như ta nhớ ra rồi. Lúc ấy, mấy ngày trước chúng ta trong dãy núi gặp phải ma thú tập kích. Nhưng mà có một người điều khiển ma thú khi tốc qua cứu đưa chúng ta. Bây giờ nhớ kỹ lại thì người điều khiển ma thú đấy là... chính là người ở trên đài ư. Hả? Chúng ta cũng được cứu như vậy sao? Chúng ta cũng thế, còn chúng ta nữa. Ân nhân, ta nhận thua. Ủa, ngươi là ai vậy? Đến hay lắm, ta nhận thua. Hả, ta còn chưa đến mà. Ta cảm ơn ngài, bởi vì có ngài. Càng ngày càng quá đáng rồi đó nha. Đây là đại hội luận võ, hay là đại hội cảm ơn ân thế trời? Sao biết tên này thì không ra sân đầu tiên rồi, không có tên nào ra chiêu thì lỗ lớn rồi. Ta mặc kệ ngươi dùng cái trò gì, đừng có cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng cũng có người chịu đánh rồi. Lần này phải khiến cho ngươi ăn đủ đau khổ. Đừng có cho rằng ta còn bị đánh giống như ngày đó. Ngươi biết thanh kiếm trong tay của ta chưa? Là người lúc trước học rồi. Đội người khác có được không vậy? Hả, vẻ thất vọng này là ý gì đây? Không đẹp bằng kiếm của ta. Ai hỏi kiếm người đẹp hay không chứ? Vậy đi, nếu chúng ta cùng dùng kiếm, vậy thì ta cho ngươi một kiếm trước, cũng bớt có người nói ta ức hiếp người. Được đó. Tình quê mùa nhà người, đúng là từ quê mới lên, quá nhiên không biết gì. Thanh kiếm của ta, linh khí từng tìm được ở trong y cảnh, cho dù là cường giả đến tìm thì cũng khác giọng thôi. Hả? Vũ khí nát như thế mà cũng có thể khiến cho người gáy nửa ngày, làm tất cả người cũng nhiệt huyết sôi trào. Không thế nào, thành vọc khí của khi rác rưỡi của hắn lại chém đứt linh khí của mình ư?
Thật là tiện nha. Út người luôn đó. Ngày đó nhận làm người là lỗi của ta, nhưng ta đánh người bởi vì người gọi ta là rác rưởi. À, chút, bây giờ người dùng vũ khí thắng ta, không còn thấy thắng mà không vỡ. Trước mặt mọi người ta đã vô sĩ hai lần, còn quan tâm ngươi thắng mà không võ à? Nhưng mà còn một thanh kiếm chặt, người cũng còn hay trình lắm hà. Được rồi, chỉ cần không dùng kiếm là được rồi. Dùng hai thanh kiếm chặt chắc là ổn nhỉ? Hả? Ta nhận thua. Hả? Cái tiếng đầu hàng này ta thích đấy. Vậy thì cố gắng buông tha cho ngươi vậy. Hắn nhận thua rồi. Vô gì tốt nhất đều bị một kiếm tức mất. Cái lỗi chính địch này mà không nhận thua thì chờ chém mà. Kế trên đài đó có ít đồ đấy. Không ngờ nhận tích chơi ác đến như vậy. Nhưng mà nghe lời họ vừa nói hình như hai người có khúc mắc. Con trai từ tướng à, xem ra con phải cáo trì một tiếng với phụ vương. Trận thứ nhiều lần Long Ngạo Thiền đối với Chiến Quách Thi Vận, kiếm trên tay của người thật sự không đơn giản. Người này nè, nhà đánh rơi trẻ nhỏ tới đây. Cả ngày người mới là trẻ nhỏ. Vậy thì muộn không được à? Đây một tí không được. Ăn gạo nhà ngươi á. Tiền thủ đó hay ồn ào quá đi. Ăn ngay nói thật này, ta cảm thấy hứng thú với thành kiếm trên tay con người. Chúng ta đánh cược bằng trận tỷ thí này thì sao? Ngươi muốn cược thế nào? Người cầm kiếm trên tay, còn ta thì để lên người ta sao? Không lời cũng không lỗ, không ăn thú. Hả? Sao? Sao thế nhỉ? Khống chế của mình mất không liệu hiệu lực vì hắn ư? Không, đây không phải là trọng điểm. Nếu nhiều người không thức thời như thế, vậy thì ta tự tay cướp. Thành Loan, quà thân pháp cực kỳ mới đây. Ủa, vậy mà mới nhìn có một cái đã học được à? Chẳng lẽ mình là thiên tài gia học ư? Đi, kế này. Sao lại sử dụng thân pháp giống mình chứ? Chị tử, thân pháp này người học ở đâu? Đây chính là mật kỹ không truyền ra ngoài của tông ta. Ồ, vừa mới học được thôi. Người nuôi láo? Ta nuôi láo hay không thì thử một chút là biết ngay. Hay là chúng ta đừng có sợ thần pháp, sao về võ kỹ thì sao? Được thôi, bất kể chân tướng ra sao, lối mật pháp này đã lộ ra ngoài. Mà có tên này không thể giữ lại. Qua trong tay tiết của nương cầm linh khí cực phẩm. Cái lỗ vũ khí cấp bậc này tôi đại lục không được mấy cái đâu nhỉ. Vậy con nương kia tới từ đâu? Kiếm thần. Vậy nên người tu tiên các người toàn thích đọc khẩu quyết ra. Hay ngộ nhí, hợp tôi xem sao. Đệ tử thấy chưa, đó chính là võ kỹ tốt cả của tông ta. Mỗi một thanh kiếm đều đại biểu cho một tầng cảnh giới. Một bước ra một kiếm giết một người. Ý u là trời. Chị đã, vừa nãy cô ta nói cái gì nhỉ? Ta nghe không kịp. Kẻ này rút cô là ai? Không thể nào, là người thế gian. Ở tiền giới cũng chưa từng nghe thấy có thiên tài cấp bậc này.
Ta không tin, hôm nay ta thua ngươi. Ý đang chết sao lại phát hiện được khí tức hỏa điểu ngay lúc này chưa? Người đừng có chạy, có băng lính thì chờ ta trở lại, chúng ta đánh tiếp. Chờ chút, người muốn chạy nói cho ta biết cách hủy chiêu đi chứ. Để chú. Thôi xong, xong đời rồi, không mà không hủy được chiêu làm sao đây? U trời, đây cổ mạng giết người. Đây chút, tí tướng kia tức là gì nhờ? Lông Ngạo Thiền, mọi người nhanh chạy đi. Ý nhiệm vụ để tất cả người trong vương quốc đã biết sự tồn tại của người hoàn thành. Chúc mừng, chúc mừng cái con gãy. Ta có muốn dùng phương pháp này nữa, họ biết ta đâu. Vậy mau ghi phương pháp giúp ta đi chứ. Sau một thời gian ngắn, không trung khôi phục lại bình tĩnh. Nếu không còn người nào tham gia luận võ nữa thì ta tuyên bố đội ngũ Điền Sàng Sàng đã được thứ nhất trong luận võ này. Mọi người chúc mừng họ nào. Kết quả này thật là không tưởng tượng được. Hình như mình không làm gì hết nhỉ. Kệ đi, chỉ cần đánh lớp cho vui là được rồi. Chắc là không vui đâu. Tôi hỏng rồi. Dù sao cũng là lần đầu có thợ y phòng ở thế giới từ trần này. Vốn là muốn thể hiện ra một mặt đẹp trai, không ngờ lấy thành đáy má đầu. Ân nhận không cần để tâm. Sau đó thì ta sẽ sắp xếp người đi từng nhà giải thích hiểu lầm. Đa tạ. Đúng rồi ân nhân đêm nay trong vườn cồn sẽ tổ chức một trận yến hội chúc mừng sinh nhật ta, không biết ân nhân có rảnh không? Yến hội á? Đớn ngựa thời già truyền tống về. Có vẻ không được rồi. Xin lỗi, ta không đi hiện trường đâu, nhưng ta sẽ gọi người tặng lễ. Các vị đón thời gian đi chung với các người hơi hợp ý, nhưng vì một lý do ta không thể ở lâu, mong rằng cái gì thử lỗi. Nếu như Long Huynh đã nói như vậy thì chúng ta sao có thể ép ở lại được chứ? Mong Long Huynh báo trọng. Cố ngày gặp lại. Người gọi nó tới à? Đương nhiên. Bọn ngươi đều thu tiểu đệ hết rồi à? Không cho ta thu một đứa à? Các gì đại lão? Các đại lão gọi tiểu đệ tới. Đúng thế, gọi người tới đây chủ yếu là muốn chờ người một phần cơ duyên. Ta đảm bảo người có thể thành phượng, nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện gì cũng phải nghe theo ta. Đây lão à, ta thiếu cho ta mau mũi ngay là bộ dáng này coi ngó bộ khó coi thật đấy. Ta chính là Thiên Phượng. Lúc trước trong hồ bên kia thu một con hắc lộng, bây giờ đã nửa bước thành rồng. Hắc lộng? Đúng thế. Có sự con người cũng không kém. Trong một năm ta đảm bảo người thành phượng thế nào? Ta nguyện ý. Hóa ồ, đừng có tưởng rằng trúng ở trong viện của phạm nhân ta sẽ không tìm được. Lần này đừng không chạy thoát. Bất cỡ khi cơ nào trong viện đầu nay đâu mạnh hơn tỳ đế hơn cả vạn lần. Rồi mình đến cùng đi đến chỗ nào vậy? Ý, nguy rồi. Ôi, chủ nhân đã sắp về. Chuyện gì thế các đại lão? Đừng có nói nhảm, nghĩ cách trốn đi là được rồi. Rốt cuộc là ai có thể khiến cho bọn họ kinh sợ như vậy? Tại sao cô ta lại quỳ ở đó? Nghe nói bắt vượt cách này tận mấy trăm cây số, mình phải dựa vào hệ thống mới về được. Chẳng lẽ lúc tì võ của ta chỉ giấu thực lực ư? Chẳng lẽ tới đi báo thù?
À, tiền mới ta xài rồi, đi nhầm vào viện của ngài, nói nặng lỗ mãng với ngài, đều là lỗi của ta. Ủa, gì vậy? À, ta không trách người đâu, người mau dậy đi. Thôi. À, Trần tiên sinh, ngài đã chết cái gì vậy? Ờ, hai người các người đi chợ. Ngài à, người mau dậy đi. Thảo nào lấy hướng lại lẽo với ta. Thì ra gương của thần tiên sinh là như thế. Ai không phải người ta giải thích. Rồi đừng có làm loáng mà. Nên là bạn à, ngươi nghe ta giải thích đi. Ôi, thật sự quá đáng sợ. Nếu như nhiều tồn tại kinh khủng gọi chủ nhân như vậy, chắc chắn là từ vì cách đàn tầng 1 này của tiên bối là giá rồi. Ôi, vì nơi chủ nhân này cũng thầm bất khả trách như vậy, tự nhiên một ý niệm trong đầu có thể thổi bay màu mình rồi. Còn con bé kìa, ê là con gái có hai người đó nhỉ? Nhưng xem ra chỉ mới 12 tuổi, thế mà tu vi tới tận tiên tôn cảnh. À, tiểu cô nương, có sao không? Có vẻ như chưa từng gặp người ở trên trấn này. Muốn vào phòng uống trà không? Ý mà Quách Ti vẫn hiểu, tiểu cô nương giam cướp nam nhân của ta, chút nữa thì giết đi. Ôi! Nè. À, đi thông thả. Không tiện. Ôi, mình đáng sợ thế cơ à. Đừng là bạn à, chuyện vừa nãy không những ý nghĩ đâu. Trần tiên sinh, đột nhiên ta cảm thấy tiên sinh có chút đáng yêu. Thật ra người không cần phải giải thích chuyện này với ta. Ở đây, ai đồng đấy, vì sao mình lại vô thức muốn giải thích rõ về cô ấy nhỉ? À đúng rồi, chúng ta quen biết được 5 năm. Hay là đổi sự hồ đi, sau này ta gọi ngươi là Bình An, ngươi gọi ta là Hân Hân. À được. Chẳng lẽ hồn qua hôm đó mình bị hút hồn rồi ư? Thế nào Bình An? Hân Hân, ở đây chút. Hân, tên này hình như mình từng có ở đâu rồi. Hân, quen thuộc vậy sao? Ngươi là Trương Ngữ Hình. Ngay cả một chút thay đổi cũng không làm được à? Không ngờ thay đổi sườn hồ cũng khiến cho phong ấn lỏng lẻo. Xin lỗi nha. Giờ theo kế hoạch bây giờ chưa phải lúc để người tỉnh lại, chỉ có thể tiếp tục phong ấn ký ức thôi. Đợi tiếp đi. À, Trần tiên sinh à, người nắm chặt ta đến làm cái gì thế? Không có gì cả. Là thật, lúc nãy mình muốn nói gì vậy nhờ? Sao mình cảm thấy hình như đã quên mất đi cái việc gì đó? Việc rất chi là quan trọng ha. À đúng rồi, tiểu hát đâu? Chỗ đâu dọ? À tiền bối quên mình rồi sao ta? Quên mang theo mình rồi. Đừng nói vì tiền bối này là muốn mình đi nhanh đây nè. Nếu bị bắt về thì sẽ bị... Vẫn có tống hầm canh đó. Thôi vậy, bồi thường cho bọn họ. Ôi thì là may quá, cuối cùng cũng rời khỏi được cái nơi đó, đúng là khủng bố. Hả? Đây, ở đây là cái gì? Tại tiên giới. Cái gì? Hỏa điểu đã bay đi rồi. Vẫn cơ tông. Con chim đó là vật quan trọng, bây giờ ngươi nó mất rồi. Nhặt đồng lại lão tổ của vạn cơ tông. Lão tổ mới xuất quan, đừng nên tức giận, ta đã phái thi vận đi bắt rồi. Trường làm sự y tồn của Quách Thi Vận. Chỉ là bây giờ nàng vẫn chưa về. Nghiệt đồ này không ngừng làm mất hòa điệu, mà còn để hết một mình ta đối phó với lão tổ à. Thi Vận vẫn chưa bắt được, sao ngươi còn không đi? À, lão tổ à, sau khi ngài biết hoàng chỉ có một mình qua quán xuyến, cho nên ta không thể rời khỏi tầng 1. Hơn nữa đây là sai lầm của Thi Vận. Đừng có lương lẹo.
Người là sự tồn của thư vận, sai lầm của con bé hẳn là do người gánh chịu. Có phải ngươi lại ngứa đồn rồi có phải không? Á, à, chuyện Quỳ đã nghiệt lão tổ, đừng có mang theo cái kia nữa chứ. Ta biết ngài coi thi vận là cháu gái, nhưng dù sao ta cũng là do ngài nuôi lớn. Ôi, anh đừng có thiên vị như thế được chứ. À, sư tôn ta về rồi. Quỳ về đúng lúc lắm. Nghiệt đồ này chắc chắn là hàm trời nó mới là mất hòa điệu, để cho lão tổ dạy dỗ nàng. Ôi lão tổ, ngài xuất quan rồi. Ngài đã bế quan hơn 10 năm đó, cũng nhớ ngài lắm. À, thí vận này lớn thế rồi à. Ôi, vẫn ngon ngọn đáng yêu như trước. Tức quá, nàng làm mất hồ điểu, không phải như thế chứ. Thí vận à, con có bắt được hồ điểu hay không? À không, hơn nữa hình như bắt không nổi. Xem ra lão tổ vẫn có phán đoán, dạy dỗ nàng, dạy dỗ nàng đi. Vậy ở con chờ đã. Rồi ta đi dạy dỗ sư tôn của con. Hả, sao lại là ta chứ? Lão tổ đừng có tức giận. Mặc dù không tìm được hòa điểu, nhưng con có được một cơ duyên. Cơ duyên này có thể khiến cho chúng ta từ yêu long thành tiến thêm một bước nữa. Lão tổ à, nhau con này đã dối thành như vậy rồi, ngay con cứ chịu như vậy, làm sao đây? Người yên lặng đi, để cho thí vận nói tiếp. Hả? Con đuổi theo hòa điệu đến một cái sân của phàm nhân. Trong đó có rất nhiều sự tồn tại khủng bố, mỗi đạo khí tức đều mạnh hơn của bá tiền tiền đế, chủ nhân của viện tự đó. Chỉ có một suy nghĩ là đã hủy diệt được tiền giới. Cái gì? Một suy nghĩ hủy diệt được tiền giới á? Nè, nhìn thấy con bé chưa? Con bé đang nói dối đó ngài, nên lặng quen dần đi. À, thì vẫn à, nói dối là không tốt. Nếu sau này con cứ như vậy thì ai sẽ tin tưởng con đây? Cho nên ta phải dạy dỗ sư tôn của con. Ôi, tại sao là ta nói chứ? Thì vẫn à, dù ngươi nói nữa thì việc không thể nào là thật. Mau chủ động nhận sai đi thì lão tổ sẽ tha thứ. Con thực sự là không lừa hai người. Chủ nhân của viện đó, con bồi thường cho chúng ta, tặng con pháp quyết bá thiền. Pháp quyết bá thiền là công pháp tu luyện của bá thiền tiền đế sau. Đúng đó. Hả? Thi dần à, không thở bìa tiếp nữa. Con bị thì sẽ không có lý do đánh sư tôn con đâu. Ai ngài đừng có quan tâm chuyện lúc đầu chứ, sợ cứ mỗi đến ta thế này. Thôi vậy, đã bị chuyện đến nước này rồi thì chắc là tổ sẽ dạy dỗ nàng. Nói dối mà cũng bịa linh tinh được, vì còn pháp quyết bá thiên gì chứ? Nói là bá thiên tiền tế, tân quy ở đó còn đáng tin hơn nữa. Nè là tổ xem đi. Ủa là trời, thật sự có kìa. Không thể nào, nhất định là giả rồi. Làm mất họ điểu tới sân viện của phàm nhân mà lấy được ba thiền pháp quyết kìa chứ. Nếu đây là sự thật thì mình sẽ tự đâm tới chết luôn. Đây thật sự là ba thiền pháp quyết. Tiệt á trời. Hả sư tôn, làm gì vậy? Sao lấy tượng đập đầu thế kìa? Ôi ta không sao, chỉ là thế giới quan sụp đổ mà thôi. Thì bọn à, những việc con vừa nói là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Nếu đúng là thế, vậy người mà thi vận gặp ở trong thi đấu chắc cũng đơn giản như thế. Hỏa điệu trôn thước là điều tất nhiên. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tồn tại đó. Con cũng nghĩ thế, cơ mà cuối cùng con bị dọa sợ cho nên chạy. À, tiên bối con muốn làm phiền. Quả thực là khó giải quyết. Nhưng mà cuộc đấu vì tổ chức sinh nhật cho thầy tử mà quan hệ của tiền bối với mấy người trẻ đó rất là tốt thì phải. Chúng ta có thể nhờ thầy tử và mấy người đó lấy lòng hai vị tiền bối kia. Đúng là thì vẫn lớn thật rồi. Chiều nay đáng được khen đó nha. Trường là mày, nghe thấy chưa? Phải học hỏi đồ địa của người đó. Ta
Ây, nhưng mà là mất họ Điểu cũng có phần có thì vận. À dần, có phần của nàng ta thì ta phải chịu đón chứ gì. Ôi, không thể tức giận, đây là đồ đệ của mình. Nhìn một lúc bình tĩnh hòa hải, lùi một bước thì càng nghĩ càng tức. Vì tức quá, nhẫn vô khả nhẫn mà. Vô nhu tái nhẫn. Chư Tôn, người không sao chứ? Khổ luyện từ nhỏ đến giờ, đánh khóc rồi dỗ, đánh đâu thì trị. À không, không sao. Tại vương quốc chiến võ đình viện. À Lưu Huynh à, đây là thứ Long Huynh bảo người đi mua đồ tặng cho thái tử hả? Đương nhiên là rất đặc biệt cái đúng không? Đúng là rất đặc biệt. Hai viên đá này ư? Ôi, tới nay bị lừa rồi, chắc chắn là bị lừa rồi. Tóm lại là ta mua dựa theo yêu cầu của Long Huynh. Lúc hắn đi cho ta 11 vạn linh thạch, bảo ta lấy 10 vạn mua đồ cho thái tử. Còn 1 vạn thì ta tự chọn đồ. Mà cả con phố đó chỉ có hai viên đá này là vừa đúng 11 vạn. Hơn nữa, bay sạp lừa người còn ai lừa được ta chứ. Hồi thế mà cũng nói ra được. Nhớ đâu chỉ bảo người mua đồ bình thường thì sao? Người đã hiểu sai ý của Long Huynh rồi có đúng không? Sao thế được chứ? Long Huynh cao thâm khó dò, các người cũng biết đó. Hắn làm như thế chắc chắn là có đạo lý. Sư Huynh à, rốt cuộc người mua hai viên đá này của ai? Ở cái con phố hồi xưa mà ta thấy bày sạp đó, còn về người đó thì... À, hình như ta chưa có từng gặp. Hình như trông cũng rất chi là bình thường. Kiệt, nè vị huynh đài à, ta thấy người căn cốt bất phàm, hôm nay chúng ta có duyên đấy. Ta có một đại bảo bối, người có muốn xem không? Nhưng mà đợi đến yến hội, người thật sự là muốn dâng lễ vật này à? Ôi đúng là khó khăn, dù sao ta cũng không biết tác dụng của viên đá đó. Ta cảm thấy người không còn bị lo lắng. Nè, sao ngươi nhìn ra sự khác biệt của nó ư? À không, nhưng Lưu gia người không phát triển thành như thế này thì vương thượng sắp xưng huynh gọi đệ với người rồi, người tặng thứ gì cũng sẽ không sao đâu. Hả, giỡn nhau hả? Ui, e rằng chi tới yến hội mới hiểu được hết. Chúc mừng sinh nhật thái tử. Miễn lễ. Hôm nay mọi người cứ thoải mái. Lễ vật của thừa tướng là một thành bào khí. Lễ vật của công hội liền đàn sự, một nhánh liền thà uy bấu. Lễ vật của quốc sự, một thanh kiện áo giáp thượng phẩm. Tôi xong rồi, tên này thì bảo mình lấy được cái gì đây? Không thì bí mật ngài giao cho như quên nhảy. Nhưng Huynh à, người đó có nhìn ta nữa, mong chờ làm cái gì chứ? Thôi vậy, tin tưởng lòng Huynh. Ui, đáng sợ quá. Ba người này có đẳng cấp gì vậy? Thì nhân khí, cơ. Hơn nữa, đó là người đấu với Long Huynh, lẽ nào đến đây báo thù? Tại hạ là thái tử của vương quốc, tạm kiến ba vị tiền bối, không biết ba vị người giá hoàng làm là có chuyện gì? Cái gì không cần phải đừng hoảng hốt. Tiểu hữu đừng khách khí, chúng ta tới đi tham gia yến hội, sẵn tiện tặng lễ vật thôi. Vì tham gia yến hội của mình ư? Hơn nữa vị tiền bối này khách khí như thế, còn gọi mình là tiểu hữu, chẳng lẽ ôi là vì ân nhân ư? À, ta muốn hỏi một chút, không biết người tỷ thí với ta tối hôm nay có đến không? À, tiền bối đó không đến, cơ mà có nhờ ta mang lễ vật cho Dương Huynh. À, ra là thế, dù hơi tiếc nhưng mà chúng ta đến cũng không chỉ vì gặp tiền bối. Vừa nãy đã nói rồi, lão phù cũng đến tặng đồ. Đây là lễ vật cực hiếm ở tiền giới, tên là Thiên Phú Bài. Thứ này nối liền với núi Thiên Phú của tông ta, chỉ cần thường xuyên tiếp xúc thì thiên phú tu luyện sẽ tăng lên, đến một khoảng thời gian còn có thể đạt tới tiên thể,
Vì đột phá sau này sẽ suôn sẻ. Bùi đất đá ta tiền bối. À, không cần phải cảm ơn. Chúng ta cũng là làm theo việc kia mà thôi. Đề cao thiên phú tu luyện, hơn nữa còn có thể đạt tới tiên thể. À, Dương Quỳnh à, ta cũng có lễ vật mà Lâm Quỳnh nhờ mang tới. À, sao cơ, lễ vật của ân nhân ư? À, nhưng đây là thứ gì? À, thực ra ta cũng không biết. Có lúc ta mua viên đá này có hơi kỳ lạ. Tiên bối cho ta linh thạch còn đưa ra chỉ thị. Cuối cùng sau khi suy nghĩ ta đã mua được cái hòn đá này. À, ta cảm thấy tác dụng của nó có thể lộ ra lúc đưa tặng. Hơn nữa ta đã chuẩn bị đưa Thiên Nga lên xuất hiện. Hẳn là ngài biết tác dụng của nó nhỉ? Không ngờ vì đó có thể tính ra được. Ta sẽ đến vương quốc một chuyến. Còn tính ra ta sẽ tặng đồ như thế. Nếu ta không đến thì chắc chắn chỉ còn mày biết được. Không, nó có tác dụng ra sao? Đá chuyển nâng cấp trùng chính là nguyên liệu để chế tạo ra thiên phú bài. Cô trọng lượng này có thể cho ra 3 tấm. Có điều bảo lão phụ xuất hiện ở đây, chắc là để ta giúp các người chế tạo thiên phú bài. Cơ mà lỡ vật như thế này trùng với cái của lão phụ, không biết dụng ý của tiên bối kia. Đừng thế, ta đã có thiên phú bài mà vị tiền bối này tặng, còn biết ân nhân cái gì đây? Vậy đã. Viên đá này lại có thể tạo ra 3 tấm. Ngoại trừ Lâu Quỳnh thì đối bọn họ vừa khéo cũng 3 người. Đồ nhân tặng không phải là thiên phú bài, mà là dùng để dùng thứ đó để lôi kéo quan hệ với 3 người kia. Đúng, thì ra là như vậy. À, đi cô nương, Phan Quỳnh, Vương Quỳnh, 3 tấm bài này tặng cho mọi người. Quỳ tài tử à, đây là lớp vật của Lòng Quỳnh cho ngài. Sao chúng ta dám? À không sao, đây là ý của tiền bối. Lòng Quỳnh chắc là tiền bối chuẩn bị riêng cho Quỳnh rồi nhỉ? À đúng vậy. Không biết tiền bối có biết tác dụng của viên đá này không? Đây là à, tiểu hổ à, ngươi bằng lòng lâm đu đĩa của ta không? Hả? Tập 80. Không chỉ hiểu ý được ý của tiền bối, mà còn được tặng đá chuyển năng lượng cấp hiếm thấy này. Có lẽ không chỉ vì một câu hỏi điều kia mới cho chúng ta quyển đá thiên pháp quyết. Đồ nhi ở bái kiến sư tôn. Mỗi chi điểm đều vì đề bậc hắn. Ôi, hôm nay không ở trong phòng của bà chủ đoàn, hình quả hết là phòng của mình. Hả? Thất vọng mà. Ê, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Sao mình lại có vẻ thất vọng như thế chứ? Thất cơ à? Phần thưởng nhiệm vụ đột phá đã thành toán xong. Bắt đầu phá thưởng cơ động cửa ấy. Ban thưởng một bán đời cảnh giới. Tu vi là nguyên anh cấp 5, kèm theo một công năng của hệ thống. Mới hoàn thành một cửa ải đã lên tới tận nguyên anh cấp 5 rồi. Nếu như hoàn thành 100 ải, vậy chẳng phải là vô địch thì sao chứ? Hơn nữa, con kích hoạt công năng mới, chẳng lẽ có thể đuổi mấy công pháp quý vị thiên địa? Quà, wow, mỗi điểm đổi luôn. Hả? Hệ thống à, đây là đơn chi đá ư? Nè, ngươi hãy giấu mặt sau đi chứ. Được thôi, súng ngắn, súng trường, bồn, còn có mấy cái này nữa. Có điều muốn đổi lấy. Cứ con sẽ yêu thích sẽ không bao giờ là kẹt xe. Cứ con sẽ yêu thích. Úi, ồ kỳ lạ. Khi chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, tiêu chuẩn phương pháp đạt được giá trị hồi đuổi. Hả? Khi chủ khiến cho người bên cạnh nảy sinh tình cảm ngưỡng mộ, đạt được giá trị hồi đuổi. Khi chủ đã khiến cho người bên cạnh nảy sinh tình cảm tôn thờ, đạt được giá trị hồi đuổi. Khi chủ đã hỏi xem người bên cạnh thích ta không, trả lời thích sẽ đạt được giá trị hồi đuổi. Không ngờ lại để cho mình chọn cách giành được này. Vậy phải suy nghĩ đã.
Phân tích từ đẳng cấp, cường độ của ba loại tình cảm thích nhẹ hơn, sau đó thì ngưỡng mộ, cuối cùng là tôn thờ. Mà hai cách trước đều bị động lấy được. Mà cái thứ ba là mình tự đi hỏi, chỉ cần trả lời thích là có được giá trị rồi. Hơn nữa, cái thứ ba còn có thể gian dối. Dù cho người được hỏi thích hay không, chỉ cần trả lời thích là được. Loại bỏ như vậy thì đáp án có rồi. Hệ thống, ta chọn cái thứ ba. Ôi đùa à, ta đã làm đến mức vậy rồi, sao trực tiếp lại lỗi tới hai đáp án đúng như thế chứ? Hắn ta cố ý ư? Xác định phương thức hoàn thành. Tủ cô lên. Tiểu Linh Nhi, người có thích Quỳnh không? Nấu cười của ta. Quỳ hờ hận tỷ không hay rồi. Hả? Cà cà ngủ đến ngu người luôn rồi. Có cái gì? Mọi ngón ngón trả lời vấn đề của ta đi. Còn thấy cà cà ấy là gì dỗ ta? Còn không thu hoạch hậu quả. Ý à, lý do này Tiêu Linh Nhi à, sau này cà cà cố gắng không đến muội. Anh nói một câu thích ta đi mà. Còn nói Trần Tỷ Sinh, mới sáng ra mà đã mị như thế, có việc gì sao? Ui ân ân hơn tỷ. Ta chỉ thích hơn hơn tỷ thôi. Ây mà còn mấy ngày mà nhóc con này đã theo phải khác rồi. Tiêu Linh Nhi mười tốt quá. Người nào đó con hỏi mười có thích hắn hay không? Tỷ đâu có may mắn như thế. Ý chuyện đó, ta có việc đi ra ngoài. Tại Trấn Khinh Duyên, nhà thuốc Sầm Đảo. Ây da, sao hôm nay người chăm chỉ thế, đang xem cái gì vậy? Sư phụ, gần đây ta tìm được một quyển y học, có điều nội dung trong sách rất kỳ lạ. Y thứ năm chính ở trong sách là y giả lang thang dù ngọ bốn phường, tất cả bệnh có chữa hắn đều có thể chữa được, không khỏi và không chữa được. Nhưng chỉ có một bệnh là nam nhân thích một nam nhân khác, thì nam nhân chính lại quyết tâm không trị được, không nghỉ. Có điều sau đó bản thân hắn cũng đã bị lây nhiễm. À, người chắc chắn đây là y thư à? Không phải sao? Trong này gọi là bệnh đó là Long Dương Chi Hậu. Bệnh này thật sự có loại bệnh ấy sao? Cái này quả thật là có nhiều ghi chép, có thể xuất hiện bên cạnh chúng ta. Hơn nữa rất nhiều quỷ kế. Tiên sinh lâu rồi không gặp. Giờ này buôn bán sao rồi? Là Trần tiên sinh à? Người bệnh sao? Nếu còn phải biết người là thầy thuốc thì ta đã bực rồi đó. Lão tiên sinh, lần này ta tới là tìm ngươi thuận tiện hỏi cái này. Ngươi có thích ta không? Trần tiên sinh à, giúp đỡ người trên trấn, hơn nữa làm người thiện lượng, mọi người đều rõ. Đương nhiên. Ý, chờ đã. Cuốn sách vừa nãy, Trần tiên sinh à, người nơi tích là cái loại mà bình thường có đúng không? Chắc là cái loại không bình thường nhỉ? Hả? Gì đây? Trần tiên sinh à, người không chỉ có bệnh mà sẽ thích con nặng như thế. Đầu Nhi à, người tiếp đón Trần tiên sinh đi. Hả? Ấy, chờ đã. Ôi, mình chỉ muốn kiếm điểm thôi mà. Tiên sinh à, cũng là một người có văn hóa mà, nghĩ cái gì vậy trời? Còn đúng, sao người của thế giới này lại có thể nghĩ tới mặt đó được chứ? Đôi đời hắn còn trẻ, chắc là không nghĩ nhiều như vậy đâu. Anh nè, Tiểu Quân, để cảm thấy Trần ca thế nào, có thích tay không? Hả? Gì, Quỳnh được tới đây. Ôi, Trần tiên sinh, ta không trúng quỷ kế của Quỳnh đâu. Hả? Lá tờ
Thôi xong. Chuẩn bị xong gài thứ hai, Hoàng quốc đang thịnh, truyền tống đã thành công. Ai giờ muốn chết qua, không chỉ không được điểm mà còn bị người ta hiểu lầm. Thế này sao mình nên trấn được nữa đi trời. À đừng nói hệ thống hút mình đó nhờ. Xin nên tránh. Phương pháp này là do ký chủ tự chọn, không liên quan gì đến hệ thống. Tôn tắc đáng đời. Ôi sao ta biết người ở đây cũng nghĩ tới phương diện đó chứ. Thôi, hỏi thăm bốn phía là có thể thay đổi. Trước hết xem nhiệm vụ đã. Hệ thống, tại đây người có tên là Trân Đăng Đặng. Biệt danh này gia nhập đàn Nguyên Tông, dùng trình độ luyện đàn khiến cho mọi người có tổng môn được tán thưởng. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng một đài cảnh giới, cộng thêm một lễ vật đặc biệt. Lại là luyện đàn à. Cái lưới cây có với người rồi đó. Tóm lại là trước hết mình tìm người thăm dò tình hình này đã. Đứng lại, đứng lại. Sao không đuổi được các nàng gì? Người chỉ không thoát đâu. Đứng lại. Thôi, sống rồi. Nhầm đường đằng trước. Lại là ngó cục rồi. À này quýnh đài à, con giúp đỡ gì không? À sao giúp đỡ?